Đây, xin giới thiệu với mọi người, đây là vườn bơ 034 và vườn bơ búp của chú Hoài bên này Súc, bên Ehleo. Của chú có tình trạng là bị bắn đọt và cận dân sự gian dinh dưỡng, bắt đầu làm cho rụng hoa rụng trái. Đó, chú vườn là chú đây. Ngoài ra chú trồng cả sầu riêng chú đây. Đó, sầu riêng đây. Đó, sầu riêng là 30 mấy tháng thôi nhưng mà rất là to, không có bé. Chúng ta quay lại cái vấn đề mà của cây sầu riêng, cây bơ đây. Đó, nhưng mà được trái nào của chú rồi, nó đang tạo trái nhỏ nhỏ như này rồi. Đó, đang có trái nhỏ nhỏ này rồi. Đó, bà con lại nhìn thấy không? Đó, có trái nhỏ nhỏ này rồi nhưng mà tình trạng là bị chạy đọt. Khi cái sầu cây bơ này chạy đọt thế này thì nó sẽ rụng rất là nhiều, nó làm cho rụng hoa rụng trái rất là nhiều. Đây sầu riêng đây. Đây, tí tôi sẽ quay lại về cái clip sầu riêng riêng. Đây như cái bơ đây, đó, bà con xem, nó không còn một tí nào hết, tình trạng chạy đọt. Đó, cho nên là tất nhiên là chúng ta cái vấn đề mà cây bơ nó ra hoa thì nó vẫn bị chạy đọt thôi. Cái chiều đương nhiên là, nhưng mà mình làm sao cho cái chu kỳ của cái ngọn của thằng bơ này nó chậm lại để tập trung dinh dưỡng để nó nuôi cái trái. Đó, đây là vùng bơ không, để nó nuôi cái trái và cái hoa. Đó, cái cây dưới đây thì chưa chạy đọt mấy, còn cây này thì chạy đọt hết rồi, cây này chạy đọt thì rụng hết luôn rồi, không còn tí nào nữa. Đó, búp vào 034. Đó, như cây này thì không chạy đọt nhưng mà trái rất là nhiều, tính ra khi nào sau này nó trái lớn lên là nó rất là nhiều, nó đậu rất là nhiều trái, hầu như có trái hết rồi. Cái búp búp đen đen, đầu đen đen đó là cái búp, đó là cái trái như vừa nãy mình có bóc ra là nó đã thành trái rồi các bạn nhé, nó thành trái rồi, nó thành trái rồi, chỉ việc đậy ra thôi. Đó, cho nên là chúng ta phải cố gắng, cố gắng là phải khắc phục được ngay cái vấn đề chạy đọt đối với cây bơ khi đang thời điểm mà mang hoa mang trái. Đấy, đây nó bung đọt, cây này thì bung đọt rất ít thì nó vẫn còn giữ được trái nhiều, cây nào mà nó bung đọt mạnh cái là nó sẽ rụng hết trái và hết hoa ngay lập tức. Đó, khi cái tình trạng này mà đang bung đọt này, chúng ta phải hãm cái đọt ngay lập tức. Hãm cái đọt, không nên trợ này nó sẽ bị rụng ngay. Đó. Này. Đây là tình trạng của con bọ xít này. Con bọ xít nó châm. Con bọ xít muỗi và bọ xít lưới nó châm. Châm mà nó sinh ra hiện tượng như này. Sinh ra hiện tượng này. Rồi, thôi. Chào bà con nhé.